Xin chào các bạn. Hôm nay Dư làm một video rất gấp trong cái hoàn cảnh này. Dư đang tập là có vấn đề rất là quan trọng, một cái biến rất là lớn bên THLC quận 9, tọa lạc là số 10 trung tâm thành phố quận 9. Mà bây giờ đó là thành phố Thủ Đức nha các bạn. Wow. Một chiếc máy Mỹ Đế của Như Nguyễn rất là kỳ vọng, rất là đặt nhiều cái tình cảm và nhiều cái sự gọi là khát vọng là phòng gym Mỹ Đế, mà bây giờ nó bị đứt cáp. Vì một lý do rất là đơn giản, nó liên quan tới vụ cáp bên Bình Tân nữa. Đó là do cái bạn ốm ốm á, là nhân viên của Duy, Duy không tiện nói tên, giờ Duy không ngại nói lắm. Cái bạn ốm ốm huyền thoại mà đứt cáp bên Bình Tân, mà cái máy lắp full down nha các bạn, cái máy lắp full down Mỹ Đế 2M bên Bình Tân Đức lần, bạn nhớ chưa? Bây giờ á, bạn đó làm trưởng nhóm marketing, phụ trách vấn đề marketing tất cả các video tập luyện hướng dẫn training instruction của Duy Nguyễn ở 4 trung tâm luôn. Wow. Đó, mà bạn đó sao nhãn trách nhiệm, bạn nó đi theo một cái post rất là tầm bậy của cái bạn ốm kia. Cái bạn ốm mà hởm á, nhớ không? Chứ mày ăn rồi mày tối ngày mày ốm nhách ốm nhom, mày ăn không nhiều cơm rồi lên nước hoài. Không phải lên nước, không hiến đi chứ. Cái bạn ốm mà dính post đồng bậy đó, nó chơi chung cặp, hai đứa đó thân lắm các bạn. Mà xin chào tất cả các bạn, mình là Đình Trường và kế bên mình là anh Đạt đẹp trai. Wow. Không biết á, phổ biến Duy Nguyễn chỉ hướng dẫn tập trên cái máy đó như thế nào mà ngày hôm nay làm cho khách hàng bị một cái tai nạn đứt cáp đó. Thì qua sự tìm hiểu là nắm thông tin ngắn gọn như vậy, tức là cái quá trình tập đó, bạn đó tập cũng rất là đàng hoàng, bình thường, không tập nặng nữa, tập có cục số 10 thôi, mà bạn đó tập mà bạn cảm giác nó bị sực hai ba cái, sau rồi bạn tiếp tập sực hai ba cái, rồi bạn giật một cái đùng đứt cái bắp rồi tiêu luôn. Tình trạng là như vậy. Thì ở đây nó có những vấn đề sau đây, Duy xin nói ngắn gọn. Thứ nhất, nguyên nhân đứt cáp là do đội ngũ của BBT sao nhãn trách nhiệm, không có hướng dẫn kỹ khách hàng. Khi mà khách hàng tập ở cái phòng gym như vậy thì phải chỉ nó tất cả sử dụng máy ABC đồ, BT floor đâu, BT sàn đâu, đúng không? Tới tháng nhận lương mà giờ để ra tình trạng đó. Rồi cái video hướng dẫn tập luyện không nói không đâu, không có phổ biến cho người ta, cho khách hàng. Khi mà kéo sực sực đó là có vấn đề rồi, chứ không có cái máy nào mà kéo sực sực hết, đúng không? Tại sao tập 10 nháy mà 8 nháy nó êm mà 2 nháy nó sực? Mà tại vì 2 nháy nó sực nó phải bị cái problem gì rồi, có thể là nó bị kẹt cáp ở chỗ này chỗ kia, nó mới dẫn tới tình trạng đứt cáp. Chứ không thể nào mà con cáp của Mỹ Đế mà nó đứt được trong tình trạng chỉ kéo có 10 cục. Đầu tiên là người đứng cao nhất của công ty BT, Duy Nguyễn xin nhận trách nhiệm với bạn khách hàng và bạn gái của bạn đó. Bạn đó đã tin tưởng anh Duy Nguyễn, tin tưởng dịch vụ BBT, đã đóng gói tập 2-3 năm để tập một dịch vụ như vậy, mà bây giờ xảy ra một tình trạng hư máy vậy, làm cho bạn nó tuột cái cảm hứng, tuột mút. Thì Duy Nguyễn xin lỗi bạn, cố gắng bằng mọi cách để khắc phục trong đoạn sớm nhất. Rồi nhưng mà trong cái rủi có cái may các bạn, tức là khách hàng không bị chấn thương. Nói chung là nguyên tắc không phải là gì, mấy cái máy của Mỹ Đế mà nó bị problem gì đó là toàn là máy nó đi không à, còn người thì ở lại. Này không phải là Duy Nguyễn quảng cáo máy nha các bạn, đừng hiểu lầm. Có một lần Duy Nguyễn tập cái máy nhóm bắp chuối, nhớ cái đùng chưa? Duy Nguyễn đâu bị gì đâu, chỉ có máy bị thôi. Và trường hợp ngày hôm nay là khách hàng rất đáng tiếc như vậy. Thì bây giờ Duy Nguyễn sẽ giải quyết cái tình trạng này bằng cách là block luôn cái máy. Bây giờ là tổng vòng là 1 tháng, 2 tháng là cái máy đó không sử dụng được. Các bạn vui lòng lên trên lầu, vô thang máy, nhấn số 4, lên lầu 4 tới cái máy BBMS 9000. Nhìn bên tay phải. Ủa lộn bên tay trái. Không biết tay nào nữa, thôi nói chung là trên đó đó, nó sẽ có một cái máy BBS Last Pull Down. Đó, các bạn sử dụng cái máy đó thay thế. Tại vì cái máy đó y chang chức năng thôi, còn máy PA ở dưới là nó bị hư rồi. Các bạn vui lòng để lại không sử dụng, và nhân viên phải dán lại tất cả thứ, lóc cái máy đó lại, để anh Duy Nguyễn có thể làm việc với nhà sản xuất để nhập cổng cáp zin của nó về để gắn vào. Nguyên tắc của Duy Nguyễn là máy Mỹ Đế là không chơi đồ lô. Duy Nguyễn sẽ không khắc phục bằng những cái thiết bị mà bây giờ ra ngoài chợ Nhật Tảo hay là gì đó mà hàng gắn nối nắng, thì nó không có làm chuyện đó. Wow. Nên các bạn hết sức thông cảm, và đây cũng là một cái bài học
để cho tập thể nhân viên bên quận 9 quản lý cho đàng hoàng mấy cái máy lại. Bên đó là nhân sự con người rất là nhiều, nhưng mà không để thiết bị hư hỏng những cách nó vô lý mà lãng nhắc như vậy, nó tạo tụt mút cho khán giả. Rồi các em á, ốm ốm đó, không tiện nói tên, thì em coi lại cách phổ biến cái phòng marketing của tụi em như thế nào. Chứ phòng marketing tụi em mà quản lý gì đâu mà tối ngày mà để sếp complain không à. Anh là anh chưa complain đó, còn sếp dưới nữa complain tụi em biết anh mệt quá. Rồi tiếp tục là bây giờ team media, nói chung nuôi quân 3 năm dùng quân có 1 tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ là đang có biến này, các em phải dựng video ngay trong đêm nay để up lên, để cho rồi là các bạn khác theo dõi nắm tình hình của cái sự việc đáng tiếc xảy ra ở bên quận 9. Rồi một lần nữa là Duy Nguyễn thể hiện cái quan điểm là BBT quận 9 là được đầu tư những cái máy thiết bị rất đẳng cấp Mỹ Đế 2M tọa lạc tại địa chỉ số 10 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, quận 9 nha các bạn. Các bạn đã tập ủng hộ. Xin cảm ơn các bạn theo dõi video.